Theo số liệu thống kê của Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, quý 3 2020, cả nước ghi nhận hơn 4.000 sản phẩm condotel mới được chào bán. Tuy nhiên, thị trường gần như đóng băng, lượng giao dịch không đáng kể. Có đến 2/3 các dự án có sản phẩm đang chào bán, nhưng không phát sinh giao dịch. Những khu vực dẫn đầu về condotel như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Bình Thuận đều có số lượng giao dịch ở mức rất thấp. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất Động Sản cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm mạnh của thị trường condotel là khung pháp lý cho loại hình này vẫn chưa thực sự rõ ràng. Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng tuột dốc không phanh. Riêng với loại hình condotel, tại Điều 11, Điều 14 và Điều 19 của Luật Kinh doanh Bất Động Sản đã quy định rõ việc được mua căn hộ. Người mua cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn hộ trong đó. Trong vòng 50 ngày, chủ đầu tư phải làm giấy chứng nhận và cơ quan nhà nước phải cấp cho người mua. Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang rốt ráo hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai, trong đó có nội dung tạo hành lang pháp lý cởi mở, cụ thể hơn đối với các vấn đề sở hữu các sản phẩm bất động sản biển như chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà ở quốc gia đầu tháng 10 vừa qua. Giới phân tích cho rằng, khi pháp lý được hoàn thiện để đón đầu cơ hội trong chu kỳ phát triển mới, các nhà đầu tư dự án bất động sản biển và cả nhà đầu tư cá nhân phải chuẩn bị và ra quyết định đầu tư ngay từ bây giờ. Nhận định về thị trường bất động sản trong thời gian qua, Bộ Xây dựng cho rằng giá cả hàng hóa bất động sản, nhất là giá nhà ở chưa ổn định, không phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản, cũng như không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân. Trong khi đó, giới đầu cơ bất động sản vẫn hoạt động công khai, lợi dụng các yếu tố xã hội như chuẩn bị quy hoạch đô thị, chuẩn bị xây dựng các công trình hạ tầng, mở rộng đô thị để đẩy giá lên cao, thu lợi bất chính làm bất ổn thị trường. Theo các chuyên gia, trong cuộc chơi này, người được hưởng lợi là những nhóm cơ hội, nhóm lợi ích thân hữu, còn người có nhu cầu thực bị thua thiệt khi giá đất bị đẩy lên cao hơn giá trị thực. Đáng nói, việc mua bán nhà đất ở Việt Nam chỉ cần hai chủ thể là có thể tự do giao dịch mà không cần đến chủ thể thứ ba để nhà nước kiểm soát. Đây là cách giao dịch khác xa so với văn hóa giao dịch mua bán bất động sản của các nước. Chính sự thiếu chặt chẽ trong quy trình giao dịch đã tiếp tay cho giới đầu cơ có cơ hội gây lũng loạn thị trường. Ghi nhận thực tế cho thấy, tại không ít địa phương đã bất chấp tình hình trong mùa dịch Covid-19, thị trường bất động sản suy giảm. Trên các phân khúc thì chỉ bằng thông tin sắp có dự án khủng của ông lớn, giá đất sẽ được thổi lên tăng gấp 3 đến 4 lần chỉ trong một tuần, tạo sự hỗn loạn trên thị trường nhằm mục đích trục lợi. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng giá bất động sản một cách nhanh chóng. Thứ nhất, do thông tin quy hoạch chưa được rõ ràng minh bạch. Khi công bố quy hoạch, lẽ ra phải công bố cả kế hoạch phát triển như thế nào, lộ trình bao nhiêu lâu, đã giao cho doanh nghiệp nào để triển khai. Thông tin càng rõ ràng sẽ giúp cho thị trường ít bị biến động. Thứ hai, do thị trường thiếu nguồn hàng nên nhà đầu tư phải đi tìm. Do đó, theo các chuyên gia, giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng sốt đất cục bộ là đánh thuế lũy tiến với thuế suất cao vào những trường hợp nhận chuyển quyền bất động sản rồi chuyển quyền ngay như một số nước đã làm. Bên cạnh đó, để tăng mức an toàn minh bạch cho thị trường bất động sản, cách duy nhất là giảm cả thuế chuyển quyền và phí trước bạ, nhất là tại khu vực nông thôn nhằm mở rộng khu vực các giao dịch chính thức.